Rất vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào anh Vũ. Chào Ngọc Hương. Tên. Xem em có cái gì cho anh nè. Wow, quà cho anh hả? Một chai rượu vang. Rất là hấp dẫn. Bây giờ anh sẽ khua chai rượu vang này, anh em chúng ta cùng nhâm nhi chứ. Quà này là quà Giáng sinh em tặng cho anh Vũ. Thì tất nhiên là anh Vũ toàn quyền quyết định rồi. Nhưng mà chúng ta đang cùng làm chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để hướng dẫn cho quý vị khán giả những món ăn ngon chứ bộ. Anh đùa với em tí xíu cho vui thôi. Thưa quý vị và các bạn, nhân món quà một chai rượu vang của Ngọc Hương, hôm nay đến với chương trình tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một món ăn được chế biến từ rượu vang và thịt gà. Rượu vang và thịt gà và một sự kết hợp nghe có vẻ là rất là tuyệt vời. Và đặc biệt á, món ăn này sẽ rất thích hợp cho những dịp lễ hội, đặc biệt là dịp Noel sắp tới. Đúng vậy, món ăn của chúng ta có tên là gà nấu rượu vang. Thưa quý vị và các bạn, nguyên liệu để làm món gà nấu rượu vang rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần có 300ml rượu vang đỏ, đùi gà 2 cái, hành tây bi, cà rốt, hành bô rô, cần tây, lá thơm, bột mì rang vàng, tiêu đen đập dập, cà chua hộp, một số gia vị như dầu ăn, muối, đường và hạt nêm ai ngon. Trước tiên, đùi gà này anh sẽ chặt ra làm 3 miếng. Anh cho vào tô. Đối với món này á, em không sử dụng đùi gà mà em sử dụng cánh gà hay cả con gà luôn được không anh? Cũng được còn hơn à. Nhưng mà anh thì thích ăn đùi gà hơn. Đây, anh chỉ cần chặt cho làm 3 phần như vậy. Tiếp cà rốt sẽ cắt ra những miếng có cạnh khoảng 3cm. Dạ. Những miếng hình khối như vậy ha, có cạnh khoảng 3cm. Và anh cũng cho vào tô luôn. Hành tây, anh đã lột sạch rồi, anh cũng cho vào tô luôn. Bô rô và cần tây anh cũng cắt miếng to như vậy, anh cũng cho vào tô luôn. Còn lá thơm mình có bỏ vô luôn không anh Vũ? Đúng vậy, lá thơm thì đối với khoảng 2 cái đùi gà và một lá thơm to như vậy, chúng ta cho một lá là đủ rồi. Dạ. Chúng ta cho một lá và chúng ta bẻ làm đôi. Và kế tiếp chúng ta sẽ ướp với rượu vang. Chúng ta cho vào, chúng ta ướp ngập mặt miếng thịt gà như vậy. Dạ. Và thêm vào đây một muỗng tiêu đen đập dập. Dạ. Và để cái phần thịt gà này vô trong tủ lạnh 12 giờ. Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì nếu có thời gian ướp càng lâu thì thịt gà của chúng ta sẽ thấm rượu vang, sẽ ngon. Bây giờ thì để không chờ lâu, anh đã chuẩn bị sẵn một phần. Đây, một phần thịt gà cũng y như vậy, anh đã ướp sẵn 12 giờ. Và bây giờ anh sẽ tách riêng thịt gà, rau và rượu vang ra ha. Dạ. Tách riêng thịt gà. Đúng vậy. Và các loại rau củ ra. Trước khi chúng ta chiên thịt gà thì chúng ta nên ướp với thịt gà với khoảng một muỗng hạt nêm ai di ngon, một chút xíu muối. Anh sẽ cho vào đây một chút dầu. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ cho từng miếng vào chiên rượu vàng. Chúng ta để lửa vừa thôi các bạn, để chúng ta chiên cho da gà được vàng đều. Anh sẽ lợp cái phần da lên. Dạ. Rồi bây giờ thịt gà đã vàng nâu hai mặt như vậy ha. Dạ. Giờ anh sẽ gấp thịt gà ra, cho vào trong một cái nồi, để chút xíu chúng ta nấu. Mà khi chiên á, em để ý thấy á, là da của thịt gà không có bị rách. Đúng vậy, chúng ta chiên chở rất là nhẹ tay ha. Dạ. Kế tiếp, anh sẽ cho các loại rau vào xào. Các loại rau tôi sẽ xào cho rau chuyển màu vàng nâu luôn. Dạ. Rồi, sau khi các loại rau chúng ta đã rám mặt, bạn sẽ cho vào đây một muỗng canh bột mì rang vàng vào và khoảng một muỗng canh cà chua hộp. Bây giờ anh sẽ cho tất cả vào trong cái nồi. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ bắt gà lên và anh sẽ cho nước rượu vang ướp ha. Chúng ta cho vào. Khi chúng ta cho rượu vang vào như vậy thì đã có bột mì bên trong rồi, chúng ta sẽ chở đều ha. Dạ. Thỉnh thoảng chúng ta phải chở đều như vậy để cho bột mì được tan ra hết. Sau khi chúng ta cho rượu vang vào, đun khoảng 10 phút cho rượu vang cạn còn phân nửa, thì chúng ta sẽ cho tiếp khoảng nửa chén nước vào. Ủa, có rượu rồi mình cũng cho nước vào nữa hả anh Vũ? Đúng vậy em à, chúng ta phải cần cho thêm ít nước vào để món ăn chúng ta nấu được chín kỹ. Bây giờ anh sẽ cho vào đây một muỗng ai di ngon, một chút xíu muối và một muỗng cà phê đường. Dạ. Rồi bây giờ thịt gà chúng ta đã chín rồi. Bây giờ anh sẽ múc ra dẹp.
đúng là miếng thịt gà còn y nguyên luôn, không hề bị rách một miếng da gà nào cả. Rồi, anh sẽ cho một miếng lên dĩa. Chan nước sốt lên nữa là được. Sốt lên là được em à. Dạ. Anh Vũ ơi, sẵn sàng rồi. Bây giờ thì Ngọc Hương cần một cái nĩa. Có một cái nĩa. Cần một con dao. Có một con dao đây. Rồi, mời em. Cảm ơn anh Vũ. Thưởng thức gà nấu rượu vang. Em hãy phát biểu cho thật nha. Khi mà cắn vào miếng thịt gà thì thịt gà chín mềm nè, nhưng mà không có bị nát nhừ. Đúng vậy. Gia vị và rượu vang đã thấm sâu vào trong miếng thịt gà. Ăn một miếng thịt gà lại ước gì có miếng bánh mì để chấm cái nước sốt này, thưởng thức trọn vẹn hương vị của món ăn này đó anh Vũ. Những thông tin về món gà nấu rượu vang thì chúng tôi đã gửi đến cho quý vị khán giả. Còn bây giờ thì như thế nào hả anh Vũ? Thì we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Chúc quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày có một đêm Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Một năm mới tràn đầy may mắn quý vị nhé. Chia sẻ cảm nhận với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, quý vị gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Ngọc Hương và anh Vũ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.